Trang Khoa Kim thân mến chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái món ăn là à, thịt bò nướng tái từ cái à, à, thịt ribeye là đây là một cái món steak mà À, mình thường ăn ở nhà hàng nó cũng có nó hơi mắc đó nhưng mà khi mình thực hiện nó thì mình thấy nó rất là ngon và dễ làm cho nên vì điều đó mình muốn chia sẻ với các bạn cái cách làm của mình thì ở đây mình cũng xin phép các bạn là một phút để mình chia sẻ với các bạn những ở, ở bonsai cái số phone 714 này nè thì đây là nơi à, cung cấp cái loại mình đã mua nhiều lần à, thịt lê, thịt bò philet mignon, à, thịt bò để làm barbecue và thịt bò để cái rib eye để mình làm thì mình thấy rất là ngon. Xin xin các bạn cứ gọi à, ở cái số phone này thì các bạn sẽ được cái giá và những cái miếng thịt rất là tươi. À, cũng xin cảm ơn các bạn. Và đầu tiên đó là mình chỉ có à, thoa dầu ăn lên trên thịt thôi. Thì ở đây đó, nó là khoảng chừng hơn 1kg. Thì à, cái thịt... À, thịt bò này á thì mình chỉ có rắc muối và tiêu thôi các bạn thì à, sau đó là mình nướng thôi thì xin các bạn là cùng à, chia sẻ với mình cái cách thức mình làm nha thì mình bây giờ đó là mình rắc muối thì cái à, muối thì cái hũ muối mình cũng đã các bạn cũng nhìn thấy ở trên cái video này đó là cái hũ muối mình sử dụng và mình trở lại thì mình sẽ thoa đều hai cái mặt của thịt và sau đó rồi mình sẽ cũng sẽ bỏ tiêu là sau cùng thôi và bây giờ đó thì mình sẽ dùng một cái cây cái cây xiên thịt đó bằng sắt đó để mình xiên ngang cái miếng thịt này để cho nó giữ nó vững nó đứng nó không có bị đổ khi mà mình nướng đó và những cái rau củ mình làm thì nó gồm có nấm nè có hành tây có tỏi có ớt ớt chuông và đặc biệt có cái lá cham này là cái lá thơm để mình làm thịt bò đó nó rất là ngon thì mình sẽ chuẩn bị cho bếp nóng trước ở 425 độ thì ở đợi sau đó là mình cắt những cái rau củ này ra và mình chỉ có rác bột súp gà nếu mà các bạn không có bột súp gà thì các bạn rắc à à muối với lại à bột ngọt và với tiêu và có thể các bạn cũng có thể rắc thêm một tí dầu ăn thì để mình bỏ vô trong thịt mình nướng và sau đó cái rau củ này mình sẽ à, mình sẽ nấu thành cái nước sốt để mình chan lên trên thịt đây và mình cũng bỏ cái lá thơm này vô đó và bây giờ đó khi mà mình á xuyên cái cây qua cái cây sắt cái cây xiên thịt qua để cho nó vững rồi á thì mình đổ tất cả những cái rau củ vô trong cái cái khuôn nướng của mình luôn nha các bạn thì cái thời gian nướng là cứ À, khoảng chữ một một phao 400 gram á, thì mình nướng á, là để mình nướng là nướng tái cho nên á, cái thời gian một phao là 17 phút thì ở đây á, là hai phao rưỡi thì mình nướng vào khoảng gần 50 phút cả hai lần lần đầu 425 độ trong khoảng 17 phút và sau đó mình sẽ nướng 20 tới 25 phút hay 30 phút để xuống là lúc đó là nhiệt độ mình sẽ hạ xuống 350 độ thì miếng thịt của mình là vừa tái còn nếu các bạn muốn không muốn ăn tái như mình á thì các bạn có thể để cái thời thời gian lâu hơn nó đơn giản như vậy thôi đó thì các bạn á, à, sau khi mà các bạn à, cho cái rau củ vô rồi thì á, mình á, là chuẩn bị nướng thì mình nướng lần thứ nhất 17 phút với nhiệt độ 425 độ F nha và sau đó thì mình sẽ hạ lửa xuống hạ cái độ nóng xuống còn ba rưỡi thôi thì mình khi mình nướng thì nướng xong thì mình ra mình có cái cây nhiệt độ mình đo đó Cả khi mình đo thì bên trong mà nó khoảng từ 120 tới 130 đó thì nó là à, nó tái nó còn hồng còn nếu các bạn muốn cho nó chín hơn thì các bạn có thể đo là khoảng chừng một trăm rưỡi độ thì nó sẽ sẽ thịt nó chín nhiều hơn hoặc là các bạn muốn nó chín lâu thì các bạn có thể nướng cái thời gian lâu hơn À, khoảng chừng cả hai lần nướng khoảng chừng một giờ cho hai lần nướng thì á, nếu mà các bạn không có đồ đo thì các bạn có thể xẻ miếng thịt ra một góc thì các bạn nhìn thấy cái độ nó hồng hồng của thịt bên trong thì các bạn có thể đoán được là nó đã chín nhiều hay ít thì mình nếu trường hợp mà nó chưa đủ đó như trường hợp của mình thì mình giữ nó một trăm hai chục độ ép ở bên trong đó mình đo được một trăm hai chục độ ép là đối với đó với mình là miếng thịt này vừa ăn đối với gia đình mình nhưng mà nếu trường hợp nó chưa đủ thì mình sẽ bỏ vô mình nướng thêm năm bảy phút với ba trăm rưỡi độ nữa độ ép nữa để cho nó 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 chín đều một chút và xin các bạn cũng uh, yêu thích nếu mình thích cái video này thì xin các bạn bấm thích cho mình và đăng ký kênh để những video mới đến với các bạn nha và bây giờ mình khi xong rồi thì mình lấy hết cái rau củ ra mình bỏ trong cái nồi và mình sẽ cho vô nửa cái lon súp gà nếu các bạn không có Uh, súp gà thì các bạn lấy nửa lon nước cũng được và các bạn nêm đếm nó tí xíu muối, tí xíu bột ngọt hay tí xíu đường cũng được thì mình sẽ nấu cái này lên khoảng chừng 10 phút với lửa vừa thôi để cho nó nó cái um, loại rau củ này nó được mềm hơn và sau đó đó thì mình nó cũng hơi cạn lại một chút thì sau đó là mình sẽ đổ vô thêm nửa cái lon súp gà còn lại á hoặc là nửa thêm nửa chén nước thì các chọn các bạn cho vô là khoảng uh, một muỗng cà phê xì dầu nhưng mà các bạn tùy theo các bạn ăn đó, thì các bạn phải nếm lại thì cái nước này là khi mỗi người ăn uh, lấy cái miếng lát thịt nó vô trong cái dĩa của mình thì các bạn uh, chan cái nước này lên thế nhưng mà mình thì gia đình của mình thì mình ăn mình thích ăn luôn cái nguyên tất cả những rau củ còn đối với những trường hợp khác thì các bạn có thể lấy cái nước của trong cái nước sốt của nó thôi còn các bạn bỏ rau củ đi thì tùy theo các bạn thôi còn nếu các bạn muốn ăn ớt thì các bạn cũng có thể bỏ thêm một tí ớt những trái ớt tươi cay vô để cho nó cái gia vị của nó thêm hơi cay cay thì rất là ngon và sau đây là mình à, các bạn cũng nhìn thấy là mình à, cắt miếng thịt ra đây thì miếng thịt đối với mình là rất là hoàn hảo và nó rất, rất là thơm và rất là ngon đó tại vì mình cũng cho rất là nhiều tỏi và tỏi mình cũng cắt đôi thôi chứ mình không cắt nhỏ đâu đó mình ở trong này mình cũng, cũng nói là nếu trường hợp mà mà thích thì mình lược đi mình lược mình bỏ cái xác eh, đi mình chỉ lấy cái à, nước sốt thôi còn nếu các bạn thích ăn như mình thì các bạn làm như mình cũng được và đây là thành phẩm mà mình đã hoàn tất sau khi nấu thì các bạn thấy nó rất là ngon phải không? cái màu sắc nó ngon nhưng mà miếng thịt nó rất là mềm và cái gia vị nó rất rất là vừa phải nó giữ được nguyên cái chất ngọt của thịt thì các bạn cũng có thể làm thêm khoai tây chiên hoặc là các bạn có thể ăn với salad trộn hoặc là các bạn thích ăn dưa leo hay tùy theo những cái rau củ nào các bạn thích ăn kèm và đây là một phần ăn cho bốn người thì đã đầy đủ rồi thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng chia sẻ và và theo dõi cái video của mình và để cho cái cái nước sốt này nó hơi đặc một chút thì mình bỏ chút xíu bột bắp nè đó bột bắp mình hòa với nước hay là mình hòa với cái nước sốt của nó đó thì mình cho vô nồi để mình nấu cái sốt này nước sốt này cho nó hơi hơi đặc lại thì nhìn nó hấp dẫn hơn nhưng mà các bạn nhớ nêm nếm lại theo cái gia vị của mình nha đó thì các bạn nhìn thấy cái thành phẩm của mình cái màu sắc có rất là hấp dẫn phải không và mình cũng chúc các bạn khi thực hiện cái món này mình ăn á mình cảm thấy nó rất là ngon và cái bữa tiệc ở trong nhà thì nó cũng uh, rất là đầy đủ thì cái uh, tay nghề của các bạn đội trợ Việt Nam mình cũng làm cái món uh, steak này thì nó cũng đạt được một cái tiêu chuẩn tương đối là ngon lành và sau đây mình xin cảm ơn một lần nữa cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ với mình à, trong suốt thời gian mình thực hiện video này mình xin cảm ơn các bạn mình xin tạm biệt và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và xin hẹn các bạn trong một video kỳ tới nha